làm quá cái làm cho cô bực bội không cô? Đeo đồ hoài mà hồi đó cô á thì thấy mình không chưa có thương mà đi tới hoài thấy nó cũng ngại với chồm sớm thôi. Mà hồi đó có cái này nè, hồi đó ổng ốm rồi cái ổng ổng xấu mà thương thì thương mà ngại. Thấy ngại với bạn bè đi mời thiệp đám á, cái mấy bà con hồi đó cũng kêu gã Cà Mau mà mình không chịu đi xuống mà gãy rồi gặp ổng đi mời thiệp, nghe mấy chế nói bữa mày có thằng chồng già dữ trời lắm mà. Hồi đó ai cũng nói chồng 40 tuổi hết trơn á. Lúc đó nó khổ lắm, nghèo lắm. Nghèo khó khăn lắm. Nghèo, khó ốm. Gọi là dầm mưa dãi nắng thì nó khắc khổ á. Chứ làm gì tới chơi 40 thì nó hơi quá. Hồi đó ông ốm, mượn mần suốt, mần tối ngày. Đâu lo đeo đuổi không có mần đúng gì rồi, đâu. Con thấy là coi bộ là chú bỏ bê công việc hơi nhiều vì cô đó. Có không Du? Có. Tội nghiệp á, mần đeo quá trời đeo. Suốt ngày đeo vậy làm ăn gì nữa đâu. Mình đeo thì buổi chiều, thôi là sáng sớm mình chưa làm á, thay vì mình qua mình chơi chút còn chạy về, nhà nào cũng đi 2-3 lần. Mình cũng đi tỉa đậu nè, rồi đi bẻ bí, trồng khoai, cuốc rồi đó, có cuốc khoai á, cuốc khoai lang. Nhưng mà đeo vậy có phụ làm bên kia không hay là? Có, nhưng mà giỏi lắm, bên đây giỏi lắm, mình làm chưa chắc gì bằng nữa đó. Con thấy là chú rất lý trí nha, bỏ hết công việc để mà đi cua gái, nhưng mà vẫn có cái bài toán kinh tế luôn luôn hiện ra trong đầu. Buổi sáng là tranh thủ kiếm mớ tiền, xong rồi chạy đi cua gái, xong rồi chạy về tranh thủ kiếm mớ tiền. Bài toán kinh tế luôn luôn hiện lên trong đầu cho nên kinh không vấn đề gì. Nó phải đi song song với đúng nhau rồi. Chứ không phải bỏ hết lấy tiền đâu ăn rồi cua gái. Tội nghiệp ổng thiệt, ổng hồi đó ổng đeo với ông cực, ổng đeo dữ thiệt. Cô bây giờ cô thấy là thấy thương. Hồi đó ổng đeo. Ví dụ đeo đó. Đeo dữ. Đeo là ở dưới quê thấy nó là đeo như đĩa vậy đó. Đeo như đĩa đúng không? À, đúng không chú? Ở Việt Nam căng đĩa. Đĩa mà đĩa lúc đói bụng nha chứ không phải là đĩa lúc no. Đĩa như dữ luôn á. Cái ngày đám cưới cô nhớ không cô? Cái ngày đám cưới là mình cảm giác là lúc đó yêu chưa? Khúc đó cũng yêu rồi mà có thời gian anh hồi nữa. Thẳng đây thì tôi có thể là xin lỗi với vợ luôn một câu. Lúc đó tôi lạc hậu lắm. Cái gì đó là mình làm theo ý muốn của mình. Có một cái chuyện á, vợ thì thích mặc đồ hơi rộng, ống cũng 30 thôi chứ không rộng lắm. Hồi xưa nó hippie á, ống thì to nữa, 38 hết bỏ sát đầy ống rồi. Nhưng mà cái này có khoảng 30, đối với tôi thì tôi không chịu. Tôi lại thích là mặc áo bà ba, đồ bà ba với quần xuông xuông khoảng 22, 20 đẹp. Và ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị một cái câu chuyện trong rất nhiều câu chuyện tình trăm năm. Đó là câu chuyện tình của chú Trầm Hữu Lễ, 63 tuổi và cô Nguyễn Thị Thơm, 62 tuổi. Tổng cộng tình trăm năm cộng lại là 125 tuổi. Chào cô chú ạ. Chào Quyền Linh. Dạ. Chào Ngọc Lan. Dạ. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Trầm Hữu Lễ, năm nay 63 tuổi, quê quán thì ở Nam Căn, Cà Mau. Dạ. Từ đám cưới đến bây giờ khoảng bao nhiêu năm chú nhớ không? Đám cưới đến bây giờ là đúng 41 năm. 41 năm rồi. 41 năm. Dạ. Cái ngày đầu tiên mà gặp chú đó như thế nào cô? Hồi đó thì ông có đi xuống mà gãy ở gần. À. Ông để ý mình thì mình đâu có biết đâu. Chưa có thấy mặt rỉ nữa. Cái ông già ông về ông nói nó xuống dưới có mấy bữa mà có cái ký uống bên sông. Để ý rồi. Cái chuyến sau xuống anh này ông qua chơi. Ông ngồi trước mình ở trong cái mùng á. Dòm hồi đó cái ông ốm à, cái miệng ông méo á. Ông cười cái ông méo quá. Nhắm mắt lại. Sao mình ở đâu mà mình đi xuống cô? Quê cô á. Dạ. Là ở xã Phú Mỹ á, Dầm Đình, tức là huyện Cái Nước của Cà Mau. Cái Nước Cà Mau. Đó là xong mới xuống tới cái chỗ xã Hàm Rồng ở Kinh Đông Bún á. Ở chỗ chú á làm rẫy, chú thì có cái nhà ở ngang, chú cũng làm rẫy ngang đây là ngang sông. Làm rẫy gần chỗ mình. Bên đây mình nhìn qua bên sông á, nó thấy một cô gái đẹp thức tha, cao ráo rồi á, tóc thì dài, mặt bộ bò vả đen. Trời ơi Quyền Linh ơi, chịu không nổi đâu, mình thấy nó đẹp mà mình không biết làm sao. Cũng có 3-4 bạn đẹp trai hơn mình mà nó giàu có hơn mình nữa. Mình thì lạc hậu nghèo mà lại là xấu trai nữa, phải tìm cách để qua thường xuyên. Nhà nàng cách một bờ sông đó, muốn qua thăm bọn lại không có đò, nó khổ lắm. Thì một là lội sông. Dạ. Nếu nhầm bữa thì có xuồng, không có xuồng thì phải đi vòng đường xa lắm kìa, khoảng mấy trăm mét rồi kia mới có cầu khỉ đi qua. Bởi là làm gì không, bắt cây cầu, bắt một nhịp cầu. À, quyết định là xây cây cầu để đi luôn hả chú? Làm cái xây, làm tiền đâu mà xây cây cầu cây thôi chứ. Nghĩa là đằng kia thì cái cầu khỉ. Dạ. Cây bắt ngang xong có biết cầu khỉ ở miền Tây rồi mà. Có cái cây cái này thì cây cầu cây.
bố đốn khoảng cũng gần hơn 100 cây đước mà một mình chú đốn. Trời ơi, thước bị ngang vậy nè, mà bắt dài qua 7 nhịp như vậy đó. 7 nhịp cầu tình yêu, 7 nhịp cầu, nhưng mà cái lúc mình bắt không phải mượn anh em ta nhúng tiếp, còn lại là mình phải đóng cây để ngang, mình đóng đinh cho ngang, mình qua lại từ đó đi qua Thượng Tiện cho mỗi ngày mỗi qua. Nghĩ ra cái cách đó chứ không mà ấy là thua mấy ông kia rồi. Ủa, nhất cự ly nhì tốc độ, cho nên là mình phải làm rút ngắn cái khoảng cách liền. Cái cô này thì cũng lúc đó cũng không để ý mình lắm đâu, chắc có lẽ là cũng chê mình xấu gì đó, nhưng mà đẹp trai không bằng nó giờ. Quá ta. Trai mà nói gì hay, nói làm sao mà đánh thủng tim thôi. Đặt cái tiêu chí hàng đầu là muốn cua ghẻ là phải lấy lòng hết của cha mẹ với anh em bên vợ trước đi. Chú vô thuyết phục hết, thuyết phục hết rồi cha mẹ vợ anh em bên vợ cột kèo gì đó là quý chú hết. Lúc đó là nó đã muốn thủng tim rồi đó. Đó, cũng cả một năm ấy là có chịu là chị hứa thì chừng nào cha mẹ chịu thì em ưng, nhưng mà em phải 5 năm nữa em mới cho cưới. Hỏi sao vậy? Nói là cha mẹ thì già mà có mình ơn bà xã thì bà lúc đó bà là lớn ở trong gia đình, bà phải gánh vác mọi việc trong gia đình. Đó là cho nên là phải tiếp cha mẹ, cho nên chưa chịu lấy chồng. Cái lúc mà chú xây cầu đó cô có biết không? Biết, ở ngang cửa. Ngay cửa luôn, xây cầu qua tới cô đúng không? Luôn. Cô có nghĩ là ủa sao cái tự nhiên người làm cầu? Cái khúc xây cầu là sao rồi, cái khúc đầu á. Cô xuống á, có cái xuồng mình bơi về trên dầm đình á. Tối gần cỡ 2-3 giờ đó thì mình xuống xuồng về, dắt nó trời mát mà nước dễ em sức xui. Bơi về bển mất tiêu. Ông già ông thức dậy, con ơi xuồng mất rồi sao về. Ông bển ông nghe cái ông bơi xuồng qua chả. Bơi xuồng qua chả rồi cái bơi qua đây xuống đồ rồi rồi hết. Ông chạy mấy trăm thước đặng á, có cái cầu. Cô bơi xuồng xuống á, bơi ngang ông nhảy xuống. Nhảy xuồng nhiều. Nhảy xuống xuồng giật mình tính đâu ma không. Dắt 2-3 giờ khuya. Trời sốc vậy đó. Mấy gì vậy? Mấy giờ mình cố tình để mình tạo cái gần gũi hơn chút. Hay quá. Cho nên đó là phải phối hợp với ông cột chèo thứ tư nha. Ông này hiểu ý chú. Cho nên ông nói qua xong, nãy chú nói là qua xong phải có xuồng đó. Mình phải lấy chiếc xuồng đó mình qua thì ông kia ông nói mày cứ bơi xuồng về đi. Chừng nào mà bên đây nó về là tao kêu mày. Vậy là có nội gián. Đó có nội gián. Đấy, cho nên là khi xong là mình vẫn thức rồi ông kia mới kêu mình đem xuồng qua thì mình đặng mình thức dậy mình chứa sẵn đâu, mình chạy vòng lấy cái cầu đằng kia. Mình nhảy xuống, cô này thôi chèo thì mới nắm tay mình gỡ tay ra mình được nắm chút nữa. Trời ơi, con. Trời ơi, nắm tay mình gỡ xong mình chèo. Chú ơi, bây giờ chú phải kể lại rõ cái chi tiết lúc nắm tay chú. Con nghĩ là có nhiều cái kế hoạch trong cái nắm tay đầu tiên đó lắm. Đúng không? Thật bây giờ là biết rồi. Hồi xưa thì nó khó gần gũi lắm, mình cũng ngồi cách xa khoảng cách. Đêm nay là thôn phải về quê, tức là về trên Phú Mỹ á. Thì bây giờ mới phối hợp với nội gián, vừa tới cái cầu cô vừa nhà vừa tới là chú nhảy xuống là chú chèo. Thì cô đương chèo mình lại mình nắm tay vậy nè, cho mình gỡ ra nó thôi em ngồi để anh chèo, cho mình chèo khoảng 3-4 cây số nữa mới tới nhà mình. Ngoài hồi đó chú con ngoài kia có cả nhà nữa mà đâm con chèo qua ngoài mình đưa được chút mình lên vậy thôi. Chú đứng trên cầu nhảy xuống luôn. Gây bất ngờ giúp mình ngờ. Thì cái bắt đầu giả bộ chơi với rồi em tay lại. Để cho anh chèo cho, nhưng mà giả bộ nắm chung cái tay thôi, chứ nắm cái chèo đúng không? Đúng rồi, cái chủ yếu là nắm tay. Lúc đó mình nắm được bàn tay của người con gái ấy rồi thì cảm giác của chú như thế nào? Mà gặp mình đặt người mình yêu mà mình nắm được tay, mình được tạo được một cái mối quan hệ gần gũi hơn nữa là không có gì sung sướng bằng. Lúc đó còn sao cô? Nó cái tay không có đó, thấy tại vì cũng chưa có muốn có chồng, ổng đeo quá thì cô đi đâu một chút xíu không cho hay cũng tới à, cũng đi vậy đó, chạy xuống chèo 3-4 cây số vậy rồi nhảy bờ rồi chút có gian xuồng đi bộ về. Tức là kiếm cớ quá gian người ta không á để được gần gũi. Bởi người ta Nguyễn Linh với Ngọc Lan biết hồi đó đó là hoa khôi một vùng á, ông đeo xuống vậy đó hả, biết là ai cũng nói trời tù nghiệp ổng, thôi ưng ổng đi cho rồi để ông tù nghiệp ổng. Thưa với quý vị khán giả thì đây là một chương trình 1001 cách để cua bạn gái. Nên là khi mà quý vị xem những cái đoạn vừa rồi thì có lẽ là quý vị cũng đã bỏ được trong túi mình rất là nhiều cái bí kíp để mà đi cua ghẹ. Ví dụ như là giả bộ dắt xe đi, giờ không có chèo xuồng thì giờ không có chèo xuồng, em dắt xe cho chụp đó. Cái tay trước, giả bộ chụp cái tay trước. Nhưng mà quan trọng nhất để đi cua được bạn gái của mình đó là gì? Là phải có người nằm dùng. Đó, là phải có người nằm dùng mới hỗ trợ được cho mình, phải có gián điệp. Bao nhiêu lâu thì bắt đầu cô có tình cảm với chú? 3 năm. Cái quyết định của cô khi lấy chú đó là vì cô thấy chú quá dai rồi, cô mệt mỏi quá cô lấy cho rồi, hay là tại vì ông già đồ thương ổng, ổng nói thôi bây giờ con ưng đi mà gả về làm dâu út nó đỡ hơn có em chồng. Tức là ngoài những cái việc mà chú làm cho cô cảm mến, làm cho cô siêu lòng thì bên cạnh đó còn có sự góp ý của cha mẹ nữa. Cha mẹ. Dạ. Những lúc yêu nhau thì có gặp gì khó khăn không cô chú?
Nói chú kể cái này, tôi đã mới thổ lộ với chị em thôi. Nhưng mà đối với cha mẹ thì mất đi rồi cũng chưa biết cái này. Hồi xưa đó, tôi yêu vợ tôi thì cũng có một người bà con cũng ở gần trung xóm. Người ấy mới nói là bên vợ tôi khó lắm, không nên đến đó để làm rể đâu. Tôi cũng rất là sợ, không tìm hiểu được bên vợ thì mình làm sao mình dám đi cưới. Gia đình ông già thì rất là khó. Ông giữ tôi ta nói như giữ con gái, ông già ruột tôi á. Ông giữ lắm, cũng là ra chơi khỏi nhà không dễ. Đi chơi đâu ông ít cho lắm, ở nhà đi chơi ban đêm khoảng 8-9 giờ về nhà đóng cửa chứ không cho đi nữa. Không biết làm sao mà phải đi lên trên bên vợ này để chơi một chuyến, để tìm hiểu cái gia đình mình đó. Tôi mới làm bộ bệnh câm. Câm đúng 13 ngày mà không nói chuyện luôn. Thì ở nhà cũng không biết là tôi bệnh câm, trở đi trị bệnh nhiều nơi lắm. Ông thầy nào chỉ cho hết là bỏ bệnh mà ông thầy nào chỉ cho hết. Vì sao mà tôi phải làm bệnh câm? Bởi có một cái trên quê vợ tôi đó có một ông thầy Pháp giỏi lắm. Bệnh đó thì mình thấy lên đó mình trị bệnh. Khoảng 10 ngày tôi mới viết giấy á, nói với ông già: ba con muốn lên đó trị bệnh á, trên đó có ông thầy giỏi lắm. Ông nghĩ ông nói: mày muốn con người ta mà, bây giờ mày lên đó rồi mày bệnh mày câm như ai gả gái cho mày. Thôi từ nay mày hết đi, hết bệnh tao cho mày đi. Đúng 3 ngày sau hết. Đúng 3 ngày sau hết. Ai ơi, cái chiêu này lạ nha. Tôi nhớ là cái năm đó là cũng vào cái tháng 5, nghĩa là mùng 5 tháng 5. Cái dịp đó tôi mới lên trên vui vợ tôi chơi thì hết ổng cho đi. Ổng hứa mà lỡ hứa rồi mà quân tử bất khi ngôn. Vậy là ba hứa ha, bây giờ con đi trên đó con chơi. Ổng nói thôi mày đi nhanh về nha. Thì đi lên đó chơi thì mình mới ở bên vợ mình nghỉ cũng hai đêm. Khi về là tôi xác nhận lại thì bên vợ tôi là một gia đình tốt. Thật sự là đến khi ba mẹ tôi mất hồi năm 83 đến bây giờ cũng chưa ai biết. Con tội nghiệp ông bà quá. Ừ. Trong vòng 13 ngày mà rất là bất an, mình sanh con mình ra lành lặn, nó không có vấn đề gì hết mà tự nhiên đụng cái câm không nói chuyện. Tự nhiên con mình vậy lo chứ, ngủ được ăn được luôn á. Rồi tự nhiên nó câm rồi tự nhiên nó nói. Có lỗi với cha mẹ rất là lớn. Dạ. Cũng vì yêu quá. Trời, con mắc cười quá, con không biết nói cái gì luôn bây giờ. Mà con rất là thích cái sự quyết liệt ở trong tình yêu của chú. Nói thì con cũng không hiểu làm cách nào mà có thể không nói trong vòng 13 ngày. Khó chịu lắm á. Con chỉ có trong vòng 3 phút mà không cho con nói là con chết rồi. Viết giấy xong rồi vẫn y à. Vẫn làm lập trường tốt luôn á. Dữ dội lắm á. Sau 3 năm thì mới được cô nhận lời làm bạn gái. Cưới luôn á. À, là mình cưới liền lúc đó luôn hả cô? Hẹn với nhau là tới 5 năm, tới 3 năm rồi. Ông già, bà già cũng lớn tuổi, hơn 80 hết rồi. Nói với chú một câu: ba mẹ già rồi, năm nay nè, ba sẽ đi cưới vợ cho con. Cưới người khác mình không yêu làm sao đây. Mới qua mới gặp Thơm là mới nói là: em á, suy nghĩ lại đi. Mình hứa năm nhưng mà giờ tới 3 năm rồi. Mà cha mẹ thì đã đòi đi cưới vợ đó. Nếu không là ba cha mẹ cưới vợ là anh với em là không thành, là nó rất là buồn lắm. Bởi vì anh rất yêu em. Lúc đó là bà xã mới gật đầu. Trời đất ơi, là tôi không còn chủ động được. Mừng quá nhào ôm hôn. Ôi trời ơi, ôm hôn luôn. Cái nụ hôn đầu đời. Đầu đời luôn hả? Nụ đầu đời. Vì nắm tay đã sướng rồi, hôn cái đầu đời nó còn sướng. Đúng là mình không chủ động mà là mình cũng hơi làm nó như vậy. Nó không tế nhị lắm, nhưng mà tại vì mình yêu quá. Cô, cái nụ hôn đầu đời đó của cô á, giật mình luôn hả cô? Rồi lúc đó cô làm sao đẩy ra? Ôi anh kỳ quá, người ta vừa dễ dễ gì đẩy, để luôn chứ. Đẩy luôn không cô, hay là đẩy ra đẩy cô? Chứ kỳ quá, chú làm như ai cũng như chú vậy. 3 năm rồi, người ta đã có quá trình 3 năm rồi, để luôn chứ đẩy chi. Cái ngày đầu tiên mà đi qua hỏi, đi qua chỉ có một cặp vịt, một xô bạc khía muối á, đem qua bẻ ăn ổi. Ở nhà ông già vợ có cây ổi, thắt ăn với bà khía nó ngon, bà khía muối nó ngon. Trời luôn, kỷ niệm là cái ngày. Trời ơi, ta nói ổi mà ăn với bà khía còn gì bằng. Mà sao lạ nha, đi cưới vợ mà chứ con cặp vịt với xô bà khía nó lạ ha. Chứ nhà mình có gì đám nấy. Dạ, bây giờ chắc cũng khó lắm mà, cặp vịt xô bà khía không có đâu. Không, cái đó đi làm quen. Ngày đầu làm quen ngày đầu. Bên vợ không có đòi gì hết á, bên vợ thì rất là dễ, có gì mang nấy. Trong suốt 3 năm mà chú đeo đuổi cô như vậy á, có cái lúc nào mà chú làm quá cái làm cho cô bực bội không cô? Đeo đồ hoài mà hồi đó cô á thì thấy mình không chưa có thương mà đi tới hoài thấy nó cũng ngại với chòm xóm thôi. Mà hồi đó có cái này nè, hồi đó ổng ốm rồi cái ổng xấu mà thương thì thương mà ngại. Thấy ngại với bạn bè đi mời thiệp đám á, cái mấy bà con hồi đó cũng kêu gã Cà Mau mà mình không chịu đi xuống Bằng Gãy rồi gặp ổng đi mời thiệp, nghe mấy chế nói: ủa mày có thằng chồng già dữ trời lắm à.
Hồi đó ai cũng nói chồng 40 tuổi hết trơn á. Lúc đó nó khổ lắm, nghèo lắm. Nghèo khó khăn khó, nữa. Nghèo, khó ốm. Gọi là dầm mưa dãi nắng thì nó khắc khổ á. Chứ làm gì tới 40 thì nó hơi quá. Hồi đó ông ốm, mượn mần suốt, mần tối ngày. Mần đâu lo đeo đuổi không có mần đúng gì rồi, đâu. Con thấy là coi bộ là chú bỏ bê công việc hơi nhiều gì cô đó. Có không Du? Có. Tội nghiệp á, mần đeo quá trời đeo. Suốt ngày đeo vậy làm ăn gì nữa đâu. Mình đeo thì buổi chiều, thôi là sáng sớm mà chưa làm á, thay vì mình qua mình chơi chút còn chạy về, ngày nào cũng đi 2-3 lần. Mình cũng đi tỉa đậu nè, rồi đi bẻ bí, trồng khoai, cuốc rồi đó, có cuốc khoai á, cuốc khoai lang. Nhưng mà đeo vậy có phụ làm bên kia không hay là? Có, nhưng mà giỏi lắm, bên đây giỏi lắm, mình làm chưa chắc gì bằng nữa đó. Con thấy là chú rất lý trí nha, bỏ hết công việc để mà đi cua gái, nhưng mà vẫn có cái bài toán kinh tế luôn luôn hiện ra trong đầu. Buổi sáng là tranh thủ kiếm mớ tiền, xong rồi chạy đi cua gái, xong rồi chạy về tranh thủ kiếm mớ tiền. Bài toán kinh tế luôn luôn hiện lên trong đầu, cho nên không vấn đề gì. Nó phải đi song song với nhau chứ, chứ phải bỏ hết lấy tiền nào ăn rồi cua gái. Tội nghiệp ổng thiệt, ổng hồi đó ổng đeo biết ông cực, ổng đeo dữ thiệt. Cô bây giờ cô thấy là thấy thương. Hồi đó ổng đeo. Đeo đó. Đeo dữ. Đeo là ở dưới quê thì hay nói là đeo như đĩa vậy đó. Đeo như đĩa đúng không? À, đúng không chú? Ông Việt Nam căng đĩa. Đĩa mà đĩa lúc đói bụng nha chứ không phải là đĩa lúc no. Đĩa như dữ luôn á. Cái ngày đám cưới cô nhớ không cô? Cái ngày đám cưới là mình cảm giác là lúc đó yêu chưa? Khúc đó cũng yêu rồi mà có thời gian anh hồi nữa. Thẳng đây thì tôi có thể là xin lỗi với vợ luôn một câu. Lúc đó tôi lạc hậu lắm. Cái gì đó là mình làm theo ý muốn của mình. Có một cái chuyện á, vợ thì thích mặc đồ hơi rộng, ống cũng 30 thôi chứ không rộng lắm. Hồi xưa nó hippie á, ống thì to nữa, 38 hết. Bỏ sát đây ống đó. Nhưng mà cái này có khoảng 30. Đối với tôi thì tôi không chịu. Tôi lại thích đó là mặc áo bà ba, đồ bà ba với quần xuông xuông khoảng 22, 20, 22 đẹp. Nhưng mình nhìn nó ta nói mê miết mà. Mà lại theo quất cái quần 30 chứ có nó bự quá nó không đẹp. Xé quần người ta nha. Trời ơi, trời ơi. Đó gì xé quần hết luôn. Chú xé quần cô hả? Nhưng mà vợ tôi đứng nhường nhịn đó là vẫn đó là không nói gì. Chứ nếu như tôi nghĩ rằng là như người khác thì họ giận họ sẽ làm xúc phạm lắm. Tự nhiên đeo ta đã rồi người ta mặc quần cũng xé nữa là sao? Cưới gì à? Cưới đó cưới về rồi. À, ý là cưới rồi của mình rồi mình có quyền xé. Không, hồi chưa cưới gần đám trọng rượu, đám trọng rượu rồi. Đám trọng rượu thì thế này. Cái đi chảnh nạp tài. Rồi là xé lúc đó đó. Cái đi chảnh nói với bạn bè của cô á, vợ tôi mà nó bận cái ống quần rộng là chẳng thà tôi bỏ của cho tôi không cưới. Đi mời đám về, cô đi mời trên Cà Mau á. Dạ, ổng ấy nói bây giờ tùy con á, con muốn sao thì ba chiều vậy. Bây giờ vậy chứ nó khó vậy rồi mai mốt con cưới về rồi nó khó nữa sao con chịu nổi. Dạ. Tùy muốn hồi thì đi hồi. Cô xuống xuồng chèo xuồng đi dưới hồi. Còn có 8 ngày nữa tới cưới á. Là cô đã có hồi rồi. Có đi xuống dưới hồi. Tại vì xé quần cái mới hồi. Cái đó bỏ của. Nói mà bận quần ngâm bự. Không có xé, chỉ có cảnh báo trước thôi. Cảnh báo thôi. Mới có cảnh báo thôi. Ừ. Đúng là mình dở. Không có kiềm chế được, mình muốn nói là thông qua người khác để nói lại giùm với vợ mình. Thay vì mình nói với vợ mình đi, mình không nói. Mình nói với người khác, người ta lại là nói cái chuyện nó lại là hơn nữa. Cho nên vợ mình thấu tai, bà xã nghe mới giận đi hồi. Ông và vợ mới mời cha mẹ mình lên. Ông và vợ, ông đem ra, ông nói mọi sự như vậy đó. Thật sự là con có nói, nhưng mà cái điều đó con có lỗi thôi. Con xin lỗi ba má, con không thích vợ con ăn mặc như vậy. Mà con không phải nói như người ta nói. Nhưng mà con chỉ nói đơn giản là con không đồng ý vậy đó. Cho nên về phải sửa chứ làm vậy là con không chịu. Giải quyết cuối cùng thì hỏi lại thì cũng ba yêu nữa rồi, thôi đâu hồi được. Sau khi cưới về thì cái lời cảnh báo đó là chú thực hiện? Thực hiện, làm thêm bước nữa. Rồi lúc đó cô như thế nào cô? Bà già chồng với ông già chồng năn nỉ. Má với bà hứa với ông xui, bà xui vậy. Con mà thương má thì con đừng có nói chuyện này cho anh xui, chị xui nghe. Tôi để cái đó thì má chịu. Còn thấy bà già chồng nói vậy thì thôi chứ mình đâu có nói gì. Thấy thương, thương quá. Nếu ngược lại thời gian như bây giờ, tôi rất là... Ai làm vậy? Là ai làm vậy già qua? Mà xé khéo lắm à, không rách mối chỉ. Xé cái đường chỉ thôi chứ không phải là xé rách, nghĩa là đặng mai lại. Xé tét ra mai lại cho nó gọn lại. Cắt bớt rồi mai lại. Chú ở nhà chú không làm gì cho vợ biết, giả bộ lén lén lấy kéo cắt một vài lỗ đâu đó. Nghĩ mà. Chỉ có một lần thôi, rồi bắt đầu tôi cũng đã hối hận rồi rút kinh nghiệm. Đến giờ này thì vợ chồng chúng tôi đó là sống trong một cái cảnh sống rất là tuyệt vời. Dạ. Hồi xưa chú có một chút gia trưởng. Đúng, gia trưởng đó, bắt đầu gọi là nguyên gia trưởng. Nhận lại là mình không nên như thế. Chú đã nhận ra điều đó. Cuộc sống tiếp tục lại thay đổi hạnh phúc. Đám cưới miệt vườn hồi xưa chắc là vui lắm cô nha. Bận đồ bà ba thôi. Bà ba thôi vậy đó hả? Chứ đâu có gì đâu. Uống khăn rằng gì không? Không. Rồi đãi ăn là ba khía với lại ổi không? Rước dâu
bằng một chiếc xuồng ghe máy đuôi tôm. Cái máy giống như cái máy BX9 á. Gọi là máy cô le đó hả? Không, máy BX9 là bự hơn. Mà máy cũng cũ mà. Một chiếc xuồng như ngồi khoảng mười mấy người vậy đó. Mà chạy tạch 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 trên đó chạy hồi nó hư. Nếu đoạn 30 cây đó đó, cano bây giờ mình đi khoảng 40 phút là tới rồi. Còn đi cái đó khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ chưa tới. Thời đó đi một xuồng. Máy nó hư thôi chứ. Máy hư. Cái máy bự nó chạy bự thì nhanh lắm á. Đúng rồi, chạy cũng tiếng. Rồi bao lâu thì mình có con đầu đời vậy? Vợ chồng tôi sống ra một năm. Gần một năm thì sanh con. Mà nó rất là khổ. Sanh hai đứa đầu, nó bị bệnh. Động kinh, tư nó giật. Mỗi ngày không biết bao nhiêu lần. Con trai con gái chú? Trai. Tức là hai đứa liền lạc luôn. Nó bị động kinh. Chở đi lên bệnh viện Nhi Đồng 1 khám. Thì bác sĩ nói là nó não nước. Về nhà cái đầu nó cứ to thế, đầu nặng hơn cái mình. Quạt quà, quạt quài, quạt quà, quạt quài. Rồi đứa trước á, đứa lớn nhất thì được 2 tháng nó mất. Rồi đứa sau á, nó cũng phải, vợ tôi nó cực khổ đến hơn 2 năm làm chảy. Nó vừa làm mà vừa phải chạy vô nuôi con, rồi ẵm bồng con. Nó cuộc sống, mà nói thật nói là vợ tôi nó đảm đang, rất là đảm đang. Khổ hai đứa đầu, nuôi không được. Rồi sau á, từ này mới đẻ thêm, sanh thêm được mấy đứa nữa. 6 người con hả chú hả? Ừ. 7 người lận. 7 người. Sinh một đứa nữa, có con sinh nữa. Tức là khi mà mình sanh không được, nuôi không được đó, thì mình mới sinh con đỡ đầu. Thì lúc đó cái bé này quê quán thì ở Bến Tre. Cha thì thôi, mẹ thì có tới 4 đứa con, nhưng mà đều cho lần hết. Tôi sinh đứa, về nhà tôi thương nó như là con ruột rồi. Hồi đó nó họ khác. Nhưng mà về đây là tôi đặt nó là Thọ Trầm, tên là Trầm Mỹ Nhân. Cái ngũ thường á, nhân nghĩa lễ trí tính á. Yeah. Thì tôi mới đặt cái con đó là Nhân. Rồi tôi, cái con thứ hai, con kế mà con nhà mình sanh lần đầu đó, tôi mới đặt là Nghĩa. Nghĩa tôi là Lễ. Rồi tôi đặt trí tính là lại sao. Sinh cái con bé nó về thì từ đó về sau mình nuôi thêm được 4 đứa nữa. Cái giai đoạn mà hai em mà sinh ra không được hoàn thiện lắm đó, thì lúc đó tình hình cô thế nào cô? Trời ơi, đó cực lắm. Vừa đi mà gãy mà về nuôi đó, rồi có bà nội, hồi đó có bà nội nuôi. Mà chỉ sáng là buổi sáng nó cự được một chút vậy thôi. Rồi bắt đầu nó nằm, cho ăn gì thì ăn. Nằm mà con gùi bu nó cũng không biết đuổi. Mà nuôi một đứa được 2 mấy tháng, đứa 3 mấy tháng. Thêm một đứa thì 2 tháng rưỡi. 3 đứa con trai bỏ. Sau này sanh ra được nuôi được 4 đứa, ăn đại học hết. 3 năm trước này nó mất 1 đứa nữa. Trời ơi. Vậy là 3 người con cô mất. 4 đứa mất luôn. 4 người con luôn. Rồi đó mà cực gì mà con mình đi học đại học được rồi mừng. Cực cái nào cũng thấy vui. Hiện nay còn 4 người. 4 người. Người nhỏ nhất là bao nhiêu rồi cô? Úc. À, đó là Úc đó hả? À, Úc giờ có gia đình chưa? Có. Có vợ, nó là bác sĩ, làm ở bệnh viện Sản Nhi Cần Thơ. Một cái tình yêu rất là đẹp, cũng qua bao nhiêu sóng gió. Bây giờ mình qua những giai đoạn gọi là có những giọt nước mắt rồi. Bây giờ mình trở lại cái đoạn vui vui đi ha. Lúc đó cô chú làm bao nhiêu mẫu ruộng? Làm vuông, tức là vuông của chú vuông nuôi tôm, là nuôi theo cái thiên nhiên á, chứ không phải là nuôi công nghiệp. Có tắc khoảng gần 20 hecta. Bây giờ mà 20 hecta rồi hả? Là nhiều lắm á hả chú? Trời ơi con ơi, không có đi nổi, thậm chí là đi xe đi cũng được luôn. Dạ. 20 hecta là con biết nó dữ dội lắm không? Vậy là phải đi bằng vỏ lãi. Nhà mình ngang năm dài 20 đó con, mà mình đi còn không hết đó. Mà cô chú tới 200.000 m2. Trời ơi, là con tưởng tượng kinh khủng cái nào. Nhiều quá. Đi chạy xe không hết. Nuôi tôm cho nên nó có tôm khô. Yeah. Ở thẳng đây đó là mình cũng có món quà của gia đình. À, thôi bây giờ gửi cho mấy em dùng lịch. Cảm ơn cô chú rất là nhiều. Rất là nhiều. Cô 3 năm người ta đeo đuổi cô, rồi người ta sống với cô mấy chục năm như vậy. Cô có phát hiện ra cái tật xấu nào của người đàn ông này không cô? Xé quần đó là tật xấu nhất á. Còn gì nữa không cô? Ngoài cái xé quần ra còn gì không nữa không? Có cái nhiêu đó thôi chứ không có gì, rồi sửa đổi lại là tốt. Không khi nào mà nói mà quánh cô vạt tay mà chữ không có, hồi đó giờ không có. Thế là cô cũng không có cần người đàn ông này thay đổi cái gì hết? Không, tốt quá. Quá perfect. Còn chú thì sao chú? Duyên tôi thì tôi thấy rằng một người vợ rất là tuyệt vời. Có một cái sự hy sinh tất cả vì con, vì chồng. Cùng với tôi đó đồng hành là xây dựng
một cái mái ấm gia đình, con cái đã thành đạt là điều tốt rồi. Yeah. Mình có cái xấu, có tật xấu nghĩa là hay cằn nhằn, có đôi khi hay chê chồng. Cái đó không phải tật xấu đâu chú ơi. Theo Linh nghĩ thì cái đó là cái điểm mạnh của người phụ nữ đó, là cam đàm gì hay nói xấu chồng. Vui như vậy thôi chứ con nghĩ là tình cảm của cô chú dành cho nhau là nó đã quá tuyệt vời và quá rõ ràng rồi, không có cái gì mà có thể thay đổi được hết. Bây giờ thì chương trình sẽ có món quà bí mật dành cho cô với chú. Mời cô chú hướng về màn hình. Ba mẹ thân yêu, để có cơ hội trải lòng mình với ba mẹ thật sự nó không nhiều. Hôm nay cơ hội khi ba mẹ tham gia tình trăm năm, con cũng muốn trải lòng mình với ba mẹ. Con biết có nói bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể hiện được cái sự vất vả, cái sự nhọc nhằn của ba mẹ trong mấy chục năm qua, từ khi sinh ra và lớn lên cho đến tận bây giờ. Ngần ấy năm là tụi con được sống trong sự ấm no, sự hạnh phúc và luôn có được những điều tốt đẹp nhất. Con biết đó có thể là cả một thời thanh xuân mà ba mẹ đã hy sinh để lấy được cho chị em con những gì tốt đẹp nhất, hoàn mỹ nhất. Một sự vẹn tròn mà không phải gia đình nào cũng có được. Hôm nay con chỉ muốn nói lời cảm ơn đến ba, đến mẹ. Chỉ cầu mong cho ba mẹ luôn vui, khỏe và mãi mãi hạnh phúc để sống với con, với cháu. Ông bà dồi dào sức khỏe, sống lâu trăm tuổi. Sống với con. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Phan Thị Xuân Huyền. Tính đến nay mình về làm dâu ba mẹ cũng đã được 6 năm. Để nói về ba thì ba mình là một người ba, một người chồng, một người ông cực kỳ tâm lý. Gần như là ba lắng nghe và thấu hiểu hết tất cả những tâm tư nguyện vọng của các thành viên trong gia đình. Còn về mẹ thì mình cũng không biết nói sao, nhưng mà đối với mẹ thì mình chỉ dùng hai từ thôi, đó là tuyệt vời. Mẹ luôn xem mình như là người con gái, không có phân biệt mình là con dâu, và những tình cảm và những sự yêu thương mà mẹ dành cho mình đó, là mình đều cảm nhận được hết. Mình thật sự rất là tự hào về ba mẹ và mình cảm thấy mình rất là may mắn khi được có một ba mẹ chồng như vậy. Có một điều này, con cũng muốn nhân dịp này con nói với ba mẹ, đó là không biết chế ân á, sẽ không bao giờ có ai có thể thay thế được trong lòng của ba mẹ, kể cả đối với con. Tuy nhiên con hứa là với hết sức sự cố gắng của mình, con sẽ chăm sóc cho ba mẹ trong suốt khoảng thời gian còn lại. Và con cuối cùng thì tụi con sẽ không nói cảm ơn ba mẹ bằng lời hứa, mà con tin là tất cả các anh em của tụi con sẽ chứng minh nó bằng hành động, là tụi con sẽ yêu thương, đoàn kết và sống thật hạnh phúc như những gì mà ba mẹ đã mong muốn. Một điều thôi, đó là con mong ba mẹ vui, khỏe và sống thật hạnh phúc để tận hưởng những khoảng đời còn lại bên cạnh con và cháu. Tụi con yêu ba mẹ. Đây là những món quà mà nó dành cho mình đã trải qua quá nhiều cái khó khăn vất vả. Bây giờ thì hạnh phúc nó trọn vẹn luôn rồi. Đứa con nó có hiếu lắm. Đứa nào cũng vậy chứ nữa. Có ba, còn ba đứa con mà nó có hiếu. Nó có nói rằng Mỹ Anh là nó mất hổm. Mấy con dâu này nó cũng có hiếu gì đó. Con thấy giống như là cô con dâu của cô nói á, đó là
các con không có hứa gì hết. Các con chỉ có thể làm được một cái điều cho cha mẹ, đó là các con sẽ sống một cách rất là hạnh phúc. Đó là một trong những cái cách để báo hiếu cho cha mẹ. Cô chú trải qua quá nhiều cái trường đoạn, từ cái thời yêu nhau vất vả để cua cô như thế nào, cho đến khi lấy nhau và những cái năm đầu sống với nhau và cùng nhau chăm sóc những cái đứa con không được hoàn thiện về cơ thể, trải qua rất là nhiều cái mất mát. Thì đến ngày hôm nay, con nghĩ là cô chú đang rất là hạnh phúc. Bởi vì cái hạnh phúc lớn nhất của cô chú bây giờ, đó là hạnh phúc của các con. Bây giờ thì còn một điều bí mật nữa. Đây là cái lá thư gửi quá khứ mà của chú gửi cho cô. Con sẽ mạn phép con đọc cái lá thư này để cho cô nghe, cũng như là quý vị khán giả cùng nghe ha. Gửi em, người vợ yêu quý. 44 năm trước chúng mình cùng ước hẹn yêu thương, và rồi 3 năm sau đó thì mình đã nên vợ thành chồng. Dù cuộc sống có trải qua bao thăng trầm biến đổi, nhưng tình của mình thì vẫn trọn vẹn yêu thương. Từ lâu rồi anh muốn nói với em biết, biết bao nhiêu điều nhưng mà chưa có dịp để nói. Em có nhớ không, lúc em sanh hai đứa con đầu nó bị bệnh, nó giật liên hồi ngày này qua tháng nọ, nhìn mà đau lòng quá. Mình chở lên bệnh viện Nhi Đồng 1 để điều trị thì bác sĩ bảo là con mình bị não nước, mà cả hai đứa đều như vậy. Đứa đầu thì mình nuôi được hơn 2 tháng, còn đứa kế thì gần 2 năm nó cũng bỏ vợ chồng mình ra đi. Lúc đó em khổ đau rất nhiều, em khóc suốt ngày dẫn đến tinh thần suy kiệt. Anh an ủi, động viên để em vượt qua nỗi đau mất con. Còn anh thì lòng tan nát không kém gì em, nhưng anh đã cố gượng cười để làm chỗ dựa cho em. Hơn 35 năm sau, vợ chồng mình mới tạo được một gia đình có cuộc sống ổn định. 4 đứa con sinh sau, bây giờ đã có cuộc sống đàng hoàng và có vị thế với xã hội. Anh biết là em vui mừng và hạnh phúc lắm, đúng không em? Em yêu à, mới đó mà đã hơn 40 năm rồi em nhỉ. Suốt ngần ấy thời gian đối với anh, em là người vợ tuyệt vời, chung thủy, đảm đang. Em không ngại khó hy sinh tất cả vì chồng, vì con. Anh cảm ơn em luôn đồng hành cùng anh để xây dựng một gia đình hoàn hảo. Trong cuộc sống, em với anh có những điều chưa hòa hợp, đôi khi thì còn tranh cãi nhau, nhưng được cái là chúng ta biết điều tiết các lần giận dữ. Kẻ nóng thì người nguội, thế cho nên ít khi xung đột. Nhờ vậy mà tình yêu mới gắn kết đến bây giờ. Để tình trăm năm viên mãn thì anh hứa với em, anh mãi mãi bên em và yêu em đến suốt cuộc đời. Anh yêu của em, Trầm Hữu Lễ. Coi giờ chú viết cho cô những cái lời như thế cho cô? Không, đó giờ. Đó giờ mới viết đó hả? Chú có toàn là bằng hành động không mà cũng đủ thấy cái tình yêu rất là lớn mà chú dành cho cô. Ổng tốt với mẹ con dữ lắm. Đối với chú á, nếu như mà cô nói là chú tốt á, chắc chắn là con sẽ tin. Nãy vừa Linh thấy hình ảnh đó là nó quá là hoàn mỹ luôn rồi đó. Một ngôi nhà khang trang như thế, một cái không gian êm đềm bình yên và hạnh phúc như thế, và những cái chia sẻ rất là ngọt ngào từ chú thông qua cái lá thư gửi về là quá khứ, chú cũng muốn nhắn nhủ gì để giới trẻ ngày hôm nay sẽ được một cái mối tình như cô chú vậy? Nói với tất cả con cháu nhà, chứ còn đối với người khác, dạy dỗ người khác thì mình cũng không dám. Yêu nhau thì nó cũng phải có một cái rất là có một cái quá trình và thực hiện trong cái tình yêu đó. Cái nhẫn là đầu tiên, nhẫn hay là nhường nhẫn gì cũng vậy. Cái đoạn đường hạnh phúc chúng ta đang đi rất là dài, như cái một cái lậu xe dài từ đây ra Bắc, thì mình là một người lái xe đó, phải biết nhường để rồi đừng cho nó gây tai nạn giao thông. Chén trong sóng còn khua, chúng ta đó là phải nhường nhịn nhau, chia sẻ những cái tình cảm cho nhau. Rất là cảm ơn câu chuyện của cô chú ngày hôm nay mang đến cho chương trình. Chú có muốn nói điều gì với cô không? Em, vợ chồng mình rất là hạnh phúc. Đến tình trăm năm thì chúng ta phải cũng phải là giữ dọn dạng tình yêu đến trăm năm. Cảm ơn anh thôi, em ở với vợ chứ con. Đây là lá thư của chú gửi cho cô, thì con trả lại cho cô đây. Còn đây là phần quà của chương trình dành tặng cho cô chú, sản phẩm của Alabio vượt qua nỗi sợ đái tháo đường. Cũng kính chúc cho sức khỏe của cô chú thật là dồi dào, để cô chú có thể vui vẻ đến trọn đời dành cho các con và các cháu của mình. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn Quyền Linh, Ngọc Lan cùng ekip của cái thực hiện chương trình. Chúc tất cả mọi người có một sức khỏe dồi dào,
gia đình được hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn cô chú. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình.